Chào mừng quý vị đến với chương trình khám phá Nu Skin. Tôi tên là Võ Đình Thân. Có một số các anh chị đã gửi mail và điện thoại hỏi thăm tôi cái kinh nghiệm để làm sao có thể có các cái kỹ thuật, cái cách thức để đưa các cái dịch vụ của Nu Skin và Pharmanax vào trong cái nail spa như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ cùng với các anh chị nói chuyện với hai người đã rất là thành công trong việc đưa các sản phẩm này vào. Đó là thứ nhất là chị Mary Thư Phạm ở Maryland. Chào chị Mary. Chào anh. Chị Mary, chị có thể giới thiệu một chút về các cái kỹ thuật làm sao để đưa các cái sản phẩm và dịch vụ này vào trong cái tiệm của mình. Có lẽ là đầu tiên các anh chị có thấy đây là một cái tủ trưng bày. Và cái tủ trưng bày này thì nó nằm sát bên cạnh cái nail polish. Chị Mary, tại sao chị bỏ cái này? Thứ nhất là nó có space để. Thứ hai nữa là mình để gần cái chỗ mà nail polish là khách nào đi vào thì nó cũng phải lấy nước sơn á. Thì là dù muốn dù không thì nó cũng thấy có cái gì mới, nó nhìn. Thì đầu tiên mình muốn tập trung cái sự chú ý của nó thì mình để gần những cái khu vực mà nhiều người ra vào, nhìn vào. Người ta thấy có gì khác đó. Chị có thể giới thiệu sơ bộ qua cả cái sản phẩm trưng bày ở cái tủ này được không? Dạ, thì đây là những cái sản phẩm mà trong cái tiệm của mình á, là dùng cho nên những cái sản phẩm này là dùng để làm facial ở trên, rồi những cái sản phẩm facial, những phẩm chăm sóc da thì ở phía trên này. Phía dưới này thì những cái sản phẩm cũng là dùng cho cái Nu Skin, tức là những cái sản phẩm làm mặt, rồi lotion, rồi là hand lotion, vân vân, rồi bao bắp bơ rồi là những cái mà chăm sóc da giữ ấm hàng ngày. Còn phía dưới này các anh chị có thể thấy đó là những cái dòng thực phẩm chức năng. Chắc có lẽ là các anh chị thấy là trong tiệm nail mà có thực phẩm chức năng. Nhưng mà đó là những cái thực phẩm chức năng mà thì trưng bày, và có rất là nhiều người khách người ta hỏi thêm thông tin, hoặc là khi nào mình có giờ, hoặc là mình có những cái người khách nào mà có nhu cầu vấn đề về sức khỏe đó, thì mình có những cái sản phẩm nào mình có sẵn mà mình thấy đáp ứng được cái nhu cầu sức khỏe người ta thì mình giới thiệu cho người ta. Ví dụ như là vì sao hôm nay chị để ở trong trong cái tủ này có cái AI Tan? Trong mùa này. Các anh chị biết là mùa này là cái mùa mà lành á, rất là dễ bị cảm cúm. Thì đây là một cái vũ khí phòng bệnh rất là lợi hại của gia đình Thư, giống như là Thư dùng ở nhà Thư á, mà ngay cả con bé Thư 16 tuổi thì thường thường nó không có tin những cái chuyện mà thực phẩm chức năng hay vitamin, nhưng mà bây giờ Si dùng Si thấy nó rất là quốc. Ví dụ Si cảm thấy là ngày mai, hôm nay cảm thấy mệt mệt, sợ ngày mai bệnh là Si biết là lấy cái này ra uống. Thì cái này là cái vũ khí phòng mình rất là lợi hại, đặc biệt là cái mùa cảm cúm này. Thì cái này là với cả cái dịch vụ hiện có của cái spa thì nó có cái gì liên kết với nhau không? Có thể làm sao để bắt qua câu qua nói chuyện này được? Dạ thì khi mình làm việc với khách á, thì mình nói chuyện với khách thì những cái trao đổi cá nhân thôi. Thì khi mình nói chuyện với khách, mình tạo cái mối quan hệ thì khách nó thường nó tiết lộ cho mình những cái vấn đề về sức khỏe của nó. Ví dụ như là lý do nó làm chân là gì, chân nó đau, cơ nó mỏi, người nó mệt vân vân. Thì khi mình thấy đó, những cái vấn đề nhu cầu của người khách thì mình tư vấn cho khách thêm những cái sản phẩm nào mà có thể là sau khi mình làm chân xong người ta về nhà người ta có thể duy trì để mà có cái trạng thái sức khỏe tốt nhất chẳng hạn. Vậy thì khi mà cái sản phẩm này ở đây là chị bán hay là chị giới thiệu? Dạ thì em thường là em giới thiệu cho khách và em giúp khách mở cái ầu cao để khách nó mua cái sản phẩm giá rẻ nhất. Và thứ hai, khi người ta vô cái website công ty người ta có thể đọc thêm. Mình có cái thuận lợi lấy website viết bằng tiếng Anh, mà đa số đây khách Mỹ người ta đọc tiếng Anh thì đó là cái ngôn ngữ của người ta. Còn nếu như người ta mua ở đây thì sao? Thì người ta có thể mua ở đây trực tiếp, hoặc là Thư có thể mua dùm cho người ta, hoặc là có sẵn thì Thư share lại với người ta. Thì giá cả nếu như mà mua ở đây về mua ở cái... Nếu mà, mua, nếu mà mua tại tiệm thì mình phải trả thêm tiền thuế, tiền shipping. Và mình có quyền bán lẻ, bán retail theo cái giá trên website mà khách nó nói. Tức là mình có thể lợi nhuận tới 30%. Rồi còn thêm là mình giống như khi mình trả shipping thì mình trả một lúc là mình trả nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đánh cộng với từng đơn vị được một. Đúng rồi, mình khách nó cũng willing, willing trả tiền ship vì nó biết mà. Rồi, tại vì sao, ví dụ như là chỉ có cái vitality và cái CardiMax ở đấy. Dạ thì cái này đó là cũng là thực phẩm chức năng để chăm sóc sức khỏe. Thì có rất là nhiều người giống là mùa này là hay bị dị ứng. Và cái này là rất là tốt cho cái đường hô hấp. Nó tăng cường cái quá trình trao đổi. Và rất tốt cho những cái người khách mà hay bị dị ứng. Thì người ta uống người ta thấy khỏe thì người ta tiếp tục giới thiệu, người ta tiếp tục mua. Còn cái này thì tăng cường sức sống. Ai cũng tới tìm spa để tìm thư giãn. Thì người ta mệt mỏi người ta mới tới. Thì thường thường thì tư vấn là ai mà mệt mỏi thì cái này. Tăng cường sức sống lên cho người ta. Rất là cảm ơn, rất là thú vị. Tại vì như vậy là
cũng nhờ cái chuyện là cái pedicure, tức là người ta đến đây để chăm sóc sức khỏe, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đó mình qua. Thì người ta chăm sóc và quan tâm đến đâu như khớp, tôi thấy có gì, có cartilage, rồi có flex cream trong cái dịch vụ đúng không? Rồi mùa này bắt đầu là các cái vấn đề về dị ứng thì chỉ có cái Cordimax hoặc là cái I-10 thì là để build up hệ thống sức khỏe, hệ thống miễn dịch của người ta lên, ok. Chị có thể giải thích một chút về đây, có nhiều cái sản phẩm về facial, tôi biết cái Galvanic, máy Galvanic, nhưng mà sao làm sao để chị kết hợp với mấy cái này? Thì cái này là cái khách nó tới nó làm facial, làm treatment một lần, nó thấy trẻ hơn, đẹp hơn, nhưng mà để mà duy trì thì hàng ngày người ta phải rửa mặt, người ta phải dùng kem ban ngày ban đêm, thì tùy cái loại da mà mình tư vấn thêm cho khách. Thì cái này là cái lời của một tiệm spa, tức là các anh chị chỉ tới là lấy được cái lời tức khi mà khách đến, nhưng mà khi mà khách đi về nhà, nếu mình có sản phẩm mình giới thiệu thêm thì khách nó mua được thêm sản phẩm và về nhà và người ta dùng hàng ngày đều đặn như vậy, và đến hết hàng người ta lại tiếp tục order, tại vì vậy, cái hàng này chất lượng rất là tốt và khách rất là thích. Như vậy nhiều khi là một người khách vào trong cái spa của chị là phải bill nó lên cả mấy trăm đồng. Dạ, rồi người ta không phải chỉ mua cho người ta, mà người ta mua người ta nói ồ con tao bị khô vết, khô nứt chân, xin lỗi là hôm qua mới bán hết rồi, hôm nay chưa kịp order. Mặc dù mới ngày mùng 10, thường là hết tháng thì mới bán hết, nhưng mà mùa này đó nhiều người bị khô da nứt chân quá, thành ra mình không chuẩn bị kịp, mình không chuẩn bị kịp, thành ra hôm nay là sâu ao, các anh chị không thấy trong tủ của tôi nữa. Chỉ còn cái tôi đang dùng để làm chân ở bên kia. Chị Mary, tôi biết là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của cái New Skin vào trong cả cái nail spa đó là cái pedicure và cái facial, thì chị có thể giới thiệu một chút về cái cách làm của chị được không? Thì trước hết là mình phải train cho thợ đó, thợ biết kỹ thuật làm rồi đó. Ngoài ra một cái trở ngại nữa là nhiều người Việt Nam mình á, tiếng Anh không có giỏi, thành ra là bọn này cũng đã thiết kế sẵn mấy cái menu sẵn rồi. Như vậy là cứ khách cứ ngồi lên, các anh chị cứ đưa cái menu cho khách nó chọn. Giống như đây là cái menu facial, rồi thì cũng có một cái menu cho các cái loại chân á. Có cái gì đặc biệt trong cái menu này? Thì có rất là nhiều, đây là các cái những cái dụng cụ để làm chân New Skin Pedicure ha. Thì cái này là tùy cái nhu cầu của khách, tùy cái vấn đề mà quan tâm của khách thì mình có thể chia nhỏ, không phải là nếu mà tất cả mọi người mà muốn tất cả các sản phẩm đó thì là mình trả có tới 55-60 đồng một cái chân, 70 đồng cái chân. Còn là tùy có nhiều người chỉ muốn trì cái vết chân khô chẳng hạn thì mình chỉ dùng cái sâu solution thôi. Thấy không? Tức là cái gói này mình chia nhỏ ra tùy cái nhu cầu của khách và tùy từng cái khả năng tài chính của khách á. Thì những cái chia nhỏ đó là ở trong này đã dạ đã có sẵn rồi. Đã thiết kế sẵn rồi. Thành ra là từng vì cái loại... nó có hai cái hình này thì có nghĩa là cái bộ đó là dạ, cái đó thì nó là có như này rồi. Và giải thích thì trong này là cái này có chức năng cái gì, nó có sẵn ra cho nên thợ người ta cũng không phải hỏi. Nhiều khi mình bận rộn quá mình không có nói nhiều được thì mình chỉ đưa menu cho khách nó tròn và nó đọc. Nó tròn cái ấy. Rồi nhiều khi mình có thể thêm tư vấn thêm cho khách. Nhiều khi nó không có đọc hết thì mình nói ok mày chân mày khô chẳng hạn thì mày nên dùng cái này nên dùng cái kia vậy đó. Thì những câu hỏi đó nó có sẵn trong cái menu. Sẵn trong cái menu rồi. Như vậy thì rất là tiện cho thợ đó. Tại vì thợ em cũng nhiều người không có làm tiếng Anh nhưng mà vẫn là tại người ta thấy cái benefit và người ta thấy khách thích, tay người ta cũng là mềm mại, không có phải bị tiếp xúc nhiều với hóa chất thì người ta thích và người ta rất là hay đưa cho khách những cái. Ví dụ như cái bộ đó mà nếu như cái giá những cái giá của cái pedicure bây giờ của chị là bao nhiêu? Giá chân thường của mình là 25. Nhưng mà cái giá cao nhất của New Skin đưa vào được bao nhiêu? New Skin bây giờ có thể lên tới chân 65-70 đô. Wow. Trong khi cái spa thường của Thư cao nhất là 45. Ngoài ra Thư vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà lâu nay khách ưa thích, ví dụ như paraffin hay là hot stone thì là mình chỉ cái add on thôi. Nếu như khách muốn cái trị liệu với New Skin đồng thời muốn thêm paraffin thì mình add on thêm, muốn hot stone massage thêm thì mình add on thêm. Tức là mình vẫn sử dụng được những cái sản phẩm mà lâu nay mình truyền thống khách thích rồi, chứ không phải hoàn toàn bỏ. Xin cảm ơn chị. Như vậy thì là cái menu cũng được thiết kế để giải quyết được cái vấn đề ngôn ngữ là bằng cách là cả hình ảnh cộng với nội dung, cho nên và thợ chỉ cần nhìn vào cái đó là biết làm cái gì rồi, đúng không? Rồi kết hợp với cộng thêm là cả cái sản phẩm cũ sẵn có, những cái service về treatment như là hot paraffin hoặc là hot stone thì anh chị có thể đưa vào. Rồi khi mà làm facial thì cũng có thể kết hợp được với cái steam, đúng không? Thì như vậy rất là tốt. Thì khi chị làm facial thì chị làm đâu? Tôi biết là chị có một cái phòng facial wax riêng nhưng mà... Thì cái đặc biệt của New Skin Facial là mình không có cần phải có cái phòng riêng. Có nhiều tiệm không có cái room, không có phòng. Thì facial New Skin canh gì có thể cho khách ngồi ngay thẳng trên ghế. Và Thư rất thích làm trên ghế pedicure bởi vì một người làm thì bao nhiêu người nhìn và nó đua theo. Nó hỏi và nó làm theo. Thì ở cái tiệm của chị là ngoài cái facial dùng cái Galvanic thì chị làm những cái dịch vụ gì facial, chị có thể lấy được cái Manic Facial đó giới thiệu sơ qua được không? Có rất là nhiều, có rất là nhiều cái loại tùy cái
quan tâm của khách, tùy nhu cầu khách, tùy ngân sách của khách. Thì cái menu của Thư là từ 30 cho tới 45 and up. Tức là những cái người mà chỉ vào muốn rửa mặt và chỉ muốn bôi mặt nạ không thôi á, thì tùy loại da mình dùng cái mặt nạ phù hợp thì có thể là lấy 30 đồng. Và trong khi làm với ghế làm chân, tức là giống như khách muốn bỏ mặt nạ với mặt nạ buồn chẳng hạn, thì là khách ngâm chân thì mình rửa mặt, mình bôi mặt nạ buồn lên, rồi sau đó xuống hoàn thành cái chân thì quay lại massage cái mặt, rửa cái mặt, thì tự nhiên là thờ có thêm income. Nhưng mà thời gian á, dạ, thời gian chỉ thêm 10-15 phút thôi. Uh-huh. Dạ. Rồi tùy khách, có nhiều người da chảy xệ thì làm face lift, nâng cái mặt lên, nhưng mà làm face lift thì không làm ở đây tại vì khách phải nằm xuống. Thì đó là để cho vì không da trọng lực nó hút xuống, làm nó chảy da, là làm face lift vào trong phòng. Rồi cái gà vanish thì làm ngay tại ghế này, rồi mặt nạ buồn, rồi mặt nạ dưỡng ẩm, rồi đó nhiều người muốn làm giống như thử là tẩy da chết chẳng hạn thì là polishing peel, thì nó tương đương giống như đi cái thẩm mỹ mà chà da vậy đó. Thì khách rất là thích cái sản phẩm đó, là chỉ có để dạ, có hết sản phẩm đó rồi. Polishing peel rồi là cái mặt nạ buồn đúng không? Dạ, rồi là cái facial gà vanish rồi thì kết hợp với các cái tư vấn tiếp theo về chăm sóc da, chăm sóc hàng ngày, như là cả cái bộ dưỡng da đen ban ngày ban đêm, rồi thì da dầu, da mùn hay da khô vậy đó. Ok, rồi xin cảm ơn chị. Như vậy thì là như vậy cái nail spa này bữa nay trở thành một cái trung tâm thực sự là liên quan đến cả chăm sóc về sức khỏe của da, rồi sức khỏe của đôi chân, và từ đó đã chăm sóc sức khỏe của toàn bộ con người. Rồi còn cả chị có thể có một cái like là cả cái supplement, các thực phẩm chức năng để chăm sóc sức khỏe và những cái quan tâm theo mùa vụ nữa. Rất là cảm ơn chị Mary. Hai bên bàn tay cái lên nữa.